Nay mình vá xe không có ruột, giờ mình tìm cái đầy không đó, nó đó. Giờ mình cái đầu mình gấp đây, cái đầu ngời của nó nè, ngời nó gặp đây nè, cao su non với cái cây này, với cây này, với cái này. Mình phụ thêm thì có cái coi sử dụng được gì sử dụng nhíp. Giờ mình tiến hành mình gấp này ra. Giờ mình lấy nhíp mình gấp nó ra. Ồ đây nó có một khúc nè. Con khúc này. Rồi bây giờ mình dùng cái cây này nè, mình khuấy. Rồi giờ mình lấy cái cao su. Cái cao su này nè. Xỏ qua cái này, xỏ ở đây. Đây vậy ha, rồi chúng ta cho nó vào đây, chúng ta cho nó vào đây. Rồi, thấy không? Thấy chưa? Đó, ta cho vô xong bắt đầu là ta lấy kéo. Nhưng mà ta cắt này đi. Cắt cho nó đẹp chứ.
Nói vậy là xong. Vậy là xong rồi đó. Cho keo nó khô cái nữa. Rồi xong là mình dùng ống bơm nè, mình bơm lên. Đấy, dùng bơm. Mở này ra.